Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một căn nhà một trệt một lầu. Thì đây là vị trí của căn nhà. Thì căn nhà này đang tọa lạc ở phường Hưng Phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thì đây là gần cầu Cần Thơ. Thì ngay dốc cầu Cần Thơ ha. Đường trước nhà thì đường rất là rộng rãi và đường dẫn cầu Cần Thơ rất là bự luôn. Đây là chỗ trạm thu phí chỗ cầu Cần Thơ hồi xưa. Thì có một cái vị trí nhà đang cần bán cho quý cô chú anh chị em mình ha. Thì nhà một trệt một lầu, diện tích bề ngang là 5, bề dài là 20, thì có 85 là mét thổ cư. Thì nhà có sân trước rất là rộng rãi, xe ô tô chạy thoải mái luôn. Đường kế bên đường quốc lộ 1, đường dẫn lên cầu thôi. Thì mời quý chú anh chị em mình vô trong nhà tham quan nhà, cửa gỗ nha, hai cánh rất là rộng rãi, dán gạch lên 1m2, ở trong lên dán gạch lên khoảng gần 2m, một trệt một lầu rộng rãi thoải mái. Ở phía trước này có sân đậu xe Honda, nếu vừa có ô tô có thể mình đậu ở phía trước này được ha, sửa lại đầu ô tô. Mời quý chú anh chị em mình vô trong nhà tham quan trong nhà. Đây, nhà rất là rộng luôn. Thì ở tầng trệt này hai phòng ngủ luôn, hai phòng ngủ rất là rộng rãi luôn ha. Đó, đây là phòng, đây là phòng thì dán gạch lên 2m, hai phòng ngủ rất là rộng, diện tích này 16m2, ngang 44 16m2. Ở đây thì dưới tầng trệt thì một nhà tắm và một không gian bếp ở phía sau này nữa nha. Đó, đây là không gian bếp ở phía sau rất là rộng rãi. Không gian bếp ở phía sau thì bề ngang khoảng 2m5, chiều qua 5m. Căn nhà này khoảng 20 mấy năm nhưng mà trên giấy khoảng năm 20 là có 86m thổ cư nha. Đây là nhà vệ sinh, thì mời quý cô chú anh chị em mình lên lầu ha. Thì cái này là một trệt một lầu, thì lên lầu coi trên lầu luôn. Trên lầu rất là rộng rãi thoải mái. Đây là một căn nhà khá là rộng tại trong tại phường Phú, gần phường Hưng Phú. Trên lầu thì rất là rộng rãi luôn. Trên lầu có một phòng ngủ lớn và một phòng khách rất là rộng nha. Đây. Thì căn nhà này chủ đang có nhu cầu bán gấp, thành ra để cái giá rất là thấp cho quý cô chú anh chị em mình. Thì ở phía trên lầu thì vô phòng ngủ này rộng không, năm dài cái này năm dài cỡ 6-7m, ngăn ra hai phòng, ba phòng ngủ luôn. Thì chủ đang bán cái giá ngợp cho quý cô chú anh chị em là khoảng 2.650.000, giá còn thương lượng nha. Đây là cái giá còn thương lượng. Thì quý cô chú anh chị em là cần sở hữu căn nhà này thì mình đến mình coi thực tế căn nhà và mua bán thì trực tiếp mình gặp chủ mình thương lượng. Đó. Đây, cái trên lầu rất là rộng rãi thoải mái. Trên lầu thì có một cái nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn. Cái này có thể nếu gia đình mình nhà đông, ngăn ra hai phòng ngủ ở phía sau này, ở phía trước này cũng rất là rộng rãi. Có thể mình ngăn trên lầu thì cũng như thiết kế của căn nhà thì ở dưới đất hai phòng ngủ, ở trên nó hai phòng ngủ lớn luôn, trên hai phòng ngủ lớn đó. Đây là phía trước của căn nhà. Căn nhà mình là cửa gỗ nha, đó, cửa gỗ. Đây, đây là căn nhà mình đang quay về hướng quay về hướng tây bắc nha. Đây là hướng tây bắc, đây là cái chỗ trạm thu phí hồi xưa. Con lộ rất là lớn không? Cái chỗ này là chỗ dẫn lên đường, dẫn lên cầu Cần Thơ. Rất là rộng rãi thoải mái. Con đường và con đường trước nhà thì xe chạy thoải mái luôn. Nhà mình một trệt một lầu rất là rộng rãi. Tổng cộng có 4 phòng ngủ nha, 4 phòng ngủ và 2 phòng
phòng ngủ ở dưới tầng trệt thì nó khoảng 16 mét vuông, còn phòng ngủ ở trên thì khỏi nói luôn, 20 mét vuông, chiều ngang 5, chiều dài 20, mà ngang có 2 phòng ngủ à, khá là rộng rãi thoải mái. Quay về hướng này là hướng bắc, thì về tới trung tâm thành phố Cần Thơ thì đâu đó tầm khoảng chừng 2 km à. Đây nhìn qua thấy cái Vincom sát bên nữa không đó, đây nhìn qua vẫn thấy Vincom sát bên luôn nè, xe chạy thì rất là đông đúc. Đây là một căn nhà khá là lý tưởng cho quý cô chú anh chị em sở hữu ha, định cư lâu dài tại trung tâm thành phố Cần Thơ. Ở đây thì rất là an ninh, và có nhà này đã có giấy phép xây dựng và đã hoàn công nha. Ở trên lầu thì cũng dán gạch lên 1m3, rất là rộng rãi thoải mái, một căn nhà quá chừng rộng luôn. Diện tích thực tế trên giấy là 520, có 85m thổ cư, còn lại là cây lâu năm. Thì một trệt một lầu, 4 phòng ngủ rộng rãi thoải mái, giá chỉ có 2.650 là chúng ta sẽ sở hữu. Thì quý cô chú anh chị em mình trực tiếp mình coi nhà và mua bán thì thương lượng trực tiếp với chủ ha. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video, thì xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040, giá chỉ có 2.650 là sở hữu ngay, cái giá đưa ra còn thương lượng. Và quý cô chú anh chị em này xem video chưa đăng ký kênh, rất mong được đăng ký và nhấn chuông thông báo sẽ có những cái vị trí nền, những vị trí nhà gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều, xin kết thúc video.